Hello mọi người, lại là mình đây là Núp Đa Đỉnh. Ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mai Khoáng. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì hiện tại bọn mình đang có mặt ở trong một cái mini game rất rất là mới, các bạn thấy không? Đấy, hiện tại là bọn mình sẽ tham gia một cái cuộc thi có tên đó là cuộc thi leo núi các bạn nha. Đấy, bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào một cái cuộc thi. Đấy, một cái mini game để phân tour, gọi là xem rằng ai đi trước ai đi sau. Đấy, các bạn thấy không? Thôi được rồi, để mình start đã, sau tí nữa mình sẽ nói luật chơi bạn ơi. Ui, cái gì đây? Mình cũng chả biết các bạn ơi, hình như là đi chắc đen okay, bạn ơi đi nhặt bừa đi, đi ăn bừa đi bạn ơi. Được một điểm nè, ăn được một điểm. Ăn thì ăn đi các bạn ơi, đại khái là đi. Ăn với cái này đi. Đang dữ chưa? Ở đây ăn đâu? Bóng bay đâu rồi? Bóng bay, cái này là bóng bay đấy. Như cái này không ai lấy được à? Như đâu rồi? Sao không ai lấy? À đây rồi. Như cái này. Ok bạn ơi, chắc là máy bay đấy. À bóng bay nó bị lag bạn ơi. Tranh nhau làm gì? Tranh nhau làm cái gì? Tôi đi sang bên này bạn ơi. Tôi đi sang bên này. Thôi. Không điểm nha. Nếu 30 giây last second kìa. Úi trời. Rồi thế con dài cái đứng đấy làm gì? Con dài đứng đấy làm gì? Như thôi thôi. Như cứ đậu lên. À đây rồi, ok bạn ơi. Như quá sao cứ ăn được mà mình không ăn được nhỉ? Rồi rồi. Rồi. Ai biết được mấy cái đâu. Mua chuột rồi. Ai biết mấy cái đâu mà lúc ăn được hẳn. Bốn cái bóng bay rồi mà như. Ok, ăn cái gì nha, hay là đập cho nó bể nè. Đúng rồi, lúc nghe đập nó bể đấy, mà như đập nó nổ bóng bay đấy. Nhưng mà nãy giờ đập nãy không nổ bạn ơi, thôi được rồi. Không ăn tổng lắm. Nhưng mình được bốn điểm rồi, hai nghìn kia không được điểm nào bạn ơi. Đấy, nhiệm vụ chúng ta thì lượm bóng bay bạn ơi. Rồi. Mình sẽ gọi là người đi đầu tiên bạn ơi, sau đấy đến Khang, còn hai anh niên kia thì phân thua gọi là mét đây. Này mét mới đi cuối luôn bạn ơi. Ai bây giờ là mình sẽ gọi là chúng ta sẽ bắt đầu thả xúc sắc. Đâu ai con dài nào thế, nó thả đây 4 điểm. Đây Mimo này, đây xúc sắc bằng bằng đồng các bạn ơi. Như 8 điểm ấy à. Trời ơi, dưới ơi, ui. Rồi phân thua với cả Mimo với cả Zeno rồi. Thế đây là Zeno đi cuối bạn ơi. Đây. Đấy, bạn thấy không? Nhiệm vụ làm sao cho là mình sẽ phải gọi là leo trên núi bạn ơi. Tử nha, đây mình sẽ có hai xúc sắc sắt này. Mấy điểm đây? 5 điểm à. Còn mấy cả một cái được vàng là vừa nãy mình chiến thắng cái mini game kia bạn ơi. Và mình sẽ được 4 điểm, tổng cộng là 9 điểm. Rồi, ok. Đấy, nhiệm vụ leo đỉnh ngọn núi kia là chiến thắng các bạn nha. Rồi, nói 9 điểm, nhanh anh khẩn trương lên rồi. Nên chúng ta sẽ chiến thắng các bạn ơi. Nào, sẽ là 4-3-2. Được cái gì đây? Lùi 2 ô, lùi 2 ô. Một vết on à, ui mình sẽ được muốn được free fall on à. Quá trời ơi, chiến đấu với ai đây? Ôi trời ơi. Quá gì đây? Start đi. Chiến đấu cái gì bắn cung à? Chạy. Nào, bắn cung đúng không? Cẩn thận cái kia. Nào, ok bạn ơi. À mình đừng có té xuống á, mình đừng có té đằng sau này chắc vậy á. Đừng có té à, chắc chưa. Đừng chung miệng, té chung. Sao mình không quay được kìa? À chỉ nhắm thẳng thôi hả? Cái này chỉ nhắm thẳng thôi bạn ơi. Một anh yên rồi. Thôi. Thế chỉ nhắm thẳng thôi làm sao mình ấy được bạn ơi? Như cay cay đấy nhở? Đứng bên ngoài là quý rồi. Vô lý thật, game không cho quay được bạn ơi. Cay thật. Này. Thì chả biết bây giờ chả cái gì luôn á. Kìa 5 giây. Tính ra là đứng đây mình không bắn được thanh niên à? Ui giời ơi. Thực ra là mình có thể di chuyển được các bạn. Không, thực ra Núp có thể di chuyển được, Núp lừa hay như không thấy à, Núp có thể Núp không quay được nhưng mà Núp có thể di chuyển trên một đường thẳng mà. Ui giời ơi, người ta giả vờ đấy để cho mấy con dài đứng trong người này. Thế mà không tin bạn ơi. Cay thật. You lost. Sao lại mình thua là thế nào? Thắng mà. Lùi 8 ô kìa. Vô lý ra thế. Thế là như nào? Ui giời, cái game vượt đấy. Cái game này tôi chưa hiểu, tôi có cung tôi về nó bắn mấy thanh niên mà. Là thanh niên kia phải bắn mà mình phải qua lại để cho thanh niên bắn dính mình á. Ui giời. Thì Núp bắn mà. Núp bắn trúng mà cay thật. Được rồi, kệ không sao bạn ơi. Mình nhiều khi không có hiểu luật chơi bạn ơi. Nó đâm ra nó mini game nhiều khi có qua mấy quả mini game mà khó hiểu lắm. Rồi con dài này, ui. Nè cái ngọn núi ở tận trên này bạn ơi, mong rằng là chúng ta sẽ lên trên này là chúng ta chiến thắng bạn. Cái này có tên là Wii Party. Đi lên. Rồi xong. Rồi, đi lùi 4 ô. Rồi này thì chê người ta này. Ok rồi. Đấy này khẩn trương lên này, con dài tiếp theo đây. Đấy bí vào vô đây.
Quý có được hai cái. Ừ, hai cái thả luôn đi rồi. Thả liền một lúc hai cái đi. Năm này mà chứ đâu rồi. Năm mới cả 2, 7 điểm mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ừ, chả có cái gì bạn ơi. Bảy chả có cái gì bạn ơi. Tính ra là chúng ta sẽ có những cái ô này, ví dụ như là cộng 4 này đấy, một vết ôn này hay trừ 4 này các bạn ơi. Ui, còn Tonaro là cái gì cũng chưa biết các bạn ạ. Đấy, còn đây là tiền này. Nó có mỗi một cục à. Ừ thì thả một cục đen, thì thả một cục đen. 4 là 1 2 3 4. Ui, con giờ lại được thêm mà đúng không? Đâu rồi. Tôi tưởng được thêm 4 rồi. Vào 2 bạn ơi, vào 2 vào 2 được sao nào. Rồi, chứ tầm này là leo núi thôi chứ này không có điểm đủng gì các bạn ơi. Chứ đâu cái gì đây. Ui à. Chơi để xem ai đi trước nữa. Không, nó biết rồi cái này. Ui cái này. Cái này red square là màu đỏ. Ok bạn ơi, màu gì đây? Màu gì đây? Ủa. Ừ, hay quá à, né màu đỏ đó. Ừ. Né màu đỏ đó. Né cùng màu đỏ, tự nhiên cái đứng ngay cùng màu đỏ mày quá mình không nghe. Này nghe lời. Rồi lao ra đi. Rồi nó quạch. Ai biết đâu hay tính ra. Nào ok thả đây, thả xúc sắc đây. Uầy, à đây tính ra nhá, mà những cái này đọc luật chơi nó nhanh dã man luôn, không kịp đọc luật chơi luôn mà nghe con trời mà. nguy hiểm các bạn ơi. 10 điểm. 10 điểm. Wow, chứ tôi khác gì mà đi từ vạch xuất phát đâu. Thế thắng cũng như thế thôi. Này. Năm. Tôi nghi lắm mà tôi đang thấy mùi mà như ui giời. Này lùi đây. Không. Lùi 4 điểm thì tôi cuộc đời thôi, phát game luôn. Không chơi nữa bạn. Nào. Đấy, con trời tiếp theo đây, 5 điểm mà đi đây. Đi đây. Rồi, 6 điểm mà. Có 1 điểm mới đi đây. Rồi, này xui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, hình như được vào cái gọi là Tornado à. Rồi, lúc đâu xem là được cái gì ở đấy mà. Tornado hả? Tornado là bão hả? Bão à. Đấy, đâu nó chép. Cục đất của bạn gặp bão. Bạn phải gì đó. Phải đi lùi hả? Hình như là play mua và play 6 chọn spec kìa. Đi. Chọn kìa, chọn người chơi bị đi lùi kìa, biết không? Ở trong bản chat ấy. Hình như là con giời được chọn ai đây? Ui, Bí Ngô cái gì đây? Bí Ngô chọn Bí Ngô hả? Không, chỉ được Bí Ngô mà. Không, thành Bí Ngô thôi. Được đi lùi đi. Đúng rồi, nó ghi là đi lùi mà. Đi lùi bao nhiêu ô mà, ngẫu nhiên mà. Trời ơi. Rồi, quá đã luôn. Nên bị gọi là sóng thần các bạn ơi. Bị chỗ cũ. Ồ, được. Chơi game được mà không biết tiếng Anh là chết dở rồi. Tật có quả mini game này. Ok bạn này, đi. Ôi, 8. 8 à? 1, 2, 3 6 5, 4, 3 2, 1, 2, 2 bình thường các bạn ơi. May hình như mà không có bị gì. Rồi, con này con dài nào hết rồi đúng không? À, con này khang mà. Ô, con này khang à. Nó đi cuối cùng luôn à. 10 điểm. 5 điểm mà. Ai, 10 luôn à. Nó gớm khiếp như thế. Có 5 thôi mà. 3. Mày nha. Rồi, ok bạn ơi. Round 3 bây giờ chúng ta phải bây giờ mới dưới chân cái núi thì bao giờ lên đỉnh ngọn núi đây mà chứ đứng cái khoai thật. Rồi ok. Ủa cái gì đây? Cái gì đào tuyết à? Lại giành nhau á. À này đào mày à. Té xuống để đào chứ. Ơ bây giờ kia về như tự hủy à. Trời này thì tôi chậm rồi. Con trời tự hủy à. Phá được. Con trời đứng ở trên kia nó phá được. Con trời. Nhưng mà con trời chết rồi. Tại phá chi rồi cho giày đúc mà tâm cảm ơn nhé. Không có gì cả về như tôi là ngư ông hưởng lợi bạn ơi. Ok bạn ơi. Uầy, tính ra mình như hai lần được tốt luôn. Lần kia đắng nhé, mình chiến thắng rồi. Ok vẫn được là thêm một cái sao nào cái này mới đây 7 à. Uầy mấy tiếp đi. Ui giời, 1 à, cuộc đời 1 điểm. Rồi ok không sao, 8 đúng không, 6. Uầy chúng ta sẽ đu dây à. À đây gọi là sao nào. Được mấy đây, 7 tiếp này, ui. Wow. Ok bạn ơi, rồi ok chúng ta vẫn qua được đây bạn ơi. Nếu mà chúng ta roll chắc là thấp hơn là chúng ta sẽ không qua được đấy đâu. Rồi ba. Rồi đi lùi này à? Lùi đâu ra? Dài ơi, lấy đâu ra? Nhưng người ta đi mua sắt xì xì luôn. Sợ quá các bạn ơi. Đấy, ở chỗ này cái thử thách các bạn nha. Đấy, chúng ta đu dây ở đây là chúng ta phải roll ra các bạn ơi. Nếu mà thấp hơn bao nhiêu điểm là chúng ta không qua được đâu. Rồi, đấy. Ô, vẫn còn nè. Double đây. 12 rồi. Gớm khứ đây. Ok bạn ơi. Quan trọng là qua được đu dây, được qua được cái này không? Thử thách này. À, như 1 và 5 thì. Ui ôi. Rồi, ok, hình như ủa? Đi được cộng. À được cộng thêm à. Đúng vậy, được cộng thêm điểm. Ok, không sao. Ôi, con ngoài 8 điểm luôn à. 8 điểm là đi đâu luôn nè. Đi trước đây. 5
4 ngoài. Ơi chỗ này cần cần. Ôi có tiền tiền này, tiền này, tiền này. Lại thử thách tiếp, lại thử thách tiếp. Đâu 1 2. Ôi được tốt 3 lần nữa. 1 hoặc 2. Ở một hình như thanh niên được cộng thêm mấy điểm nữa các bạn ơi. Hero được 6 điểm à. Thôi nhanh lên đỉnh núi trước đây. Chưa, còn lâu, còn lâu. Chúng ta còn đi được một vòng nữa cơ các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Đâu con giải khang đâu rồi. 10 điểm. 1 điểm, ok. Running được 2 điểm, 1 đai. Ôi, thanh niên được. Ôi, đắp 1-1 là được thêm lượt, quá vậy. Ngoài 7 điểm, trời đất ơi. Tổng cộng 7 điểm. Tôi tưởng là thanh niên đứng vào Tornado các bạn ơi. Đã đu dây đây. Đu dây đây, thử thách đu dây đây xem được bao nhiêu nào. 3, ok, thanh niên được cộng thêm 3. Ôi giời, cũng được đấy. Mấy cái thử thách này cũng giúp ích phết nhỉ. 5 mà 4. Đường giãn ơi. Ôi, như thanh niên bị đi lùi rồi. Thanh niên đi lùi rồi, lùi chắc rồi. Lùi chắc rồi. Lùi chắc 6 điểm rồi bạn ơi. Rồi đi lùi đi. Đi lùi luôn này. Rồi rồi. Đi vào ô đỏ bị lùi bạn ơi. Sắp lùi nữa chắc đi lùi. Lùi thêm phát nữa này. Không không không, cái này giờ, này giờ nó lên cái chỗ rồi là tiến lên 8 bước đó chứ. Rồi bây giờ lùi là hết rồi. Không, tiến lên 4 bước nữa. Không, trời gì vậy? Rồi bây giờ Bí Ngô. Xem bây giờ Bí Ngô sẽ được mấy điểm lên đây. 10 điểm. 2 điểm này. 2 là 4 này. Ui. Run được 2 lần luôn ở đây. À đâu, thanh niên được tổng cộng 2 điểm chứ làm gì đến 4 bạn. Rồi được rồi. Chuẩn bị chúng ta sẽ đến với mini game tiếp theo. Ui mini game gì đây? Ui mê cung à. Như đâu xem nào. Ok. Cái này là trận đấu này. Tìm đường thôi. Đi tìm đúng không? Ok. Sao con mỏi Bí Ngô tim màu vàng vậy? Hình như là chúng ta tránh anh nhân Bí Ngô đây. Trốn anh nhân Bí Ngô đó, anh nhân Bí Ngô bị bắt mày. À Bí Ngô đi trốn sao ấy? À Bí Ngô trốn mà mình tìm. Chắc không? Chắc chưa? Đúng rồi, mình đi tìm. Đi tìm. Ủa vậy đơn giản thôi, gì đâu, tại một cam. Đi tìm. Anh em đi tìm đi. Rồi nhờ. Rồi, con trời có thể nhìn thấy mình phát sáng đấy anh em ạ. Như này. Thôi. Rồi thắng luôn các bạn ơi, thắng luôn. Bí Ngô bị trừ 8 bước. Từ 8 bước kìa. Cuộc đời Bí Ngô trừ 8 bước à. Ôi giời. Lùi đi. 8 bước. Cày. Về luôn. Về lại nó phải xuất phát luôn vào cuộc đời đi. Chán. Bí Ngô là người ở lại rồi. Nó chơi chán luôn mà nó về lại điểm đầu luôn ạ. À. Ôi giời ơi, cuộc đời. Thôi được rồi. Bí Ngô được quả gọi là mini game. Thích nhá, free for all này. Rồi ok, đến lúc nào này các bạn ơi. Gì đây? Ui. À cái này đá vào gôn kìa. Rồi ok bạn ơi, cái mini game này có vẻ khoai này các bạn ơi, đá bóng này. Ui. Round 1/2. Nhiệm vụ chúng ta phải đá vào gọi là gôn đối thủ 5 điểm bạn ơi. Đâu thằng nào? Ui. Ui giời, đá con mèo à. Ui giời. Lúc đứng ra rồi sẵn rồi, lúc đứng ra rồi sẵn rồi. Con dài này có đẩy ít vô coi. Đang đẩy con mèo ra. Đây rồi. Sút. Tấn công. Tấn công con khỉ này. Đây. Rồi ok, 3 điểm rồi, cơ hội đến rồi. Đúng rồi. Cứ đẩy luôn. Đẩy luôn. Đấy, thắng rồi. Ui, bà Lô win rồi. Ô, round 5-0 luôn. 5-0 luôn bạn ơi. Ui, hình như là mới round 1 thôi. Đổi team à. Rồi, cũng được rồi. À, được rồi. Có lên này đây. À, không, đâu. Lần này chỉ cần 3 thôi. Là mình đang chơi ở cái round thứ 4 rồi. Đây.
Đây 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 con dài cái bắt gôn ghê quá, đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi. Ui giời, người đứng này luôn à, nhưng mà hai con dài không thèm tấn công anh em phòng thủ à, đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi. Ôi trời ơi, bắn đi bắn đi bắn đi. Ui trời ơi, nhưng cái con mèo đánh khó lắm. Ui này này, ui mấy chú. Ủa ông qua này. Đánh đi đâu ơi, lên đâu đánh đi. Ờ lên đâu cản lên cái này để đúng rồi. Cản người không. Tôi đây, tôi đây, tôi đây. Con mèo này đần quá, bạn ơi, con mèo toàn chui góc. Hai con rời cái đấm nhau vậy. Con mèo này đần thật đấy bạn ơi. Ấy. Cho lại gần. Đây đây, lên đâu rồi, để đúng. Rồi đúng kia bạn ơi. Cái con rời cái. Ôi trời ơi. Ôi, ô, thế sao rồi, tổng cộng là win à? Thế là như nào? Thế là ô, vị trí thứ 3 là Zeno à, best là Mingo à. Ôi, 2 là mình với Khang các bạn ơi. Ờ nhất nhì 3 là không hiểu. Tính ra ui giời mình thế nào vẫn được mấy cái này thì thực ra là 6 điểm mà đen thì vẫn chỉ thế đó bạn ơi. 4 là 10 à. Ok. À ok, rồi chúng ta sẽ tính phải làm thôi. Rồi đây, thằng nào cái này có tiền này. Thử thách à, thử thách roll được thêm mấy đây? Rồi, chuẩn bị lùi. 3 này. Ui giời ơi. 3 đúng không? Được 9 này. Ok, bạn ơi tiếp tục. Ngoài mình sẽ vượt qua thanh niên gọi là Zevano. Đấy, ui đừng nha, đừng vào lùi nha. Ok bạn ơi. Vẫn còn một vòng quanh thế giới nữa. Rộng luôn. À cái này hình như là roll phải 4 cộng à, 4 cộng mới phá vỡ được cái tường này đúng không? Đúng rồi, từ 1 tới 3 kìa. 6 ngày. Ai giời ơi, di chuyển nó đây, nhanh khẩn trương. Đâu, từ 1 tới 3. Đấy. Như đấy, ok bạn ơi. Ngoài cái gì đây? Màu xanh này, màu gì đây? Ui cái gì đây? Cái này là cái gì đây? You may. Wow. Tôi trúng mặt à? Mặt. Ui giời ơi. Đúng rồi. Ờ ok bạn ơi. Ơi, nó bị xuống kìa, bị xuống. Ui. Dưới núi rồi. Sợ pack ghép pack cái gì đây? Rồi nó xuống vô thay nào luôn. Rồi không? À như nắm đệm. À nó đệm nè. Mình hình như là mình đi xuống rồi là ấy rồi bạn ơi. Núi nữa ra. Bò luôn. Hai con nằm là được bò nằm nữa. Được rồi, kệ đây không sao bạn ơi. Chúng ta còn một vòng ở đây, một vòng ở đây nữa. Ngoài cũng gần các bạn ơi, tầm 2 round nữa là chúng ta có cơ hội chiến thắng bạn ơi. Quá dễ như vậy. Nhưng nếu trừ khi là gặp phải mấy cái quả đen đủi như này. Nào. Rồi này đi đâu thế? Mấy con dài này. Ok, nào con dài Khang à, đi qua đây 6 điểm nào. Yes, sure. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, 6 con này là đi đây luôn. Ơ, tính ra mình mở cửa tất cả mọi người luôn này. Đúng thật đấy. Đúng rồi. Ồ, vậy là luôn. Lên. Đúng rồi, nó mở cửa tất cả mọi người luôn ạ. Ảo thật đấy. Được chứ. Không được cái gì luôn. Rồi, con dài Zeno đi thứ 3. Rồi, Zeno drone từ từ đợi mình ngô nha. 4 điểm này. Rồi, giờ Zeno lùi vậy đi. Ờ, 2 điểm và 6 điểm 1. Đấy, bảo rồi, đi từ từ mà. 3, 4, 5, 6. Ui, thanh niên Zeno bằng mình luôn kìa. Đứng ở chỗ mình luôn bạn ơi. À, nó đứng đúng cái điểm gọi là cái gì đây, cái này là còn bao nhiêu bước là tới đất ta. Xuống địa ngục à? Ờ không, à không, hơn chứ. Ồ hơn rồi. À, hơn chứ, mình tưởng bằng cơ mà. Yeah, Bingo sắp bắt kịp mọi người rồi. Ôi giời, con dài Bingo tận đây thì làm ăn cái gì các bạn ơi. Mấy điểm? Các bạn thấy không? 3 điểm mà 1, 2, 3. Tôi tưởng là được đây cộng 4 thì may ra. Rồi 3 điểm à. Thôi được rồi, round thứ 5 các bạn ơi. Xem là mini game gì đây. Rồi đi đến vào thứ 5 vẫn đứng ở vạch xuất phát ạ. Ui. Cái này lại màu bảy sắc cầu vồng à, jump à, nhảy à. Như à đâu không. PVP à, bạn không thể nhảy. Ui ôi. Ôi. Cái này là như này đây. À như stand green đứng như green. Ôi trời ơi. Chết quẹo luôn rồi. Bảo sao? Bình. Quá buồn rồi. Bình mà. Rồi, hai con dài mua màu pink mà. Là thắng chắc rồi nha. Là thắng chắc rồi. Rồi, rõ ràng pink mà hai con dài đứng ở màu tím mà. One on này. Anh này one on. Cái này gọi là bệnh mù màu. Đâu, sao nào? Xem ra đây, ra cái gì đây? 8 nút. Quá ngon. Hai con dài bằng điểm nhau, hai con dài kia bằng điểm nhau con dài. À, ok. Rồi, em đi trước. Thế là Khang giải nhì các bạn ơi. Đấy, nếu mà ai bằng điểm nhau là sẽ phải gọi là thả xúc sắc các bạn nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Như tôi đứng ở ngay đây, thằng mấy điểm đây? Ôn đã 7, 12. Ok bạn ơi, đi. Đấy, cuộc chạy đua không bao giờ hết đâu. Cuộc chạy đua. Ok bạn ơi, leo núi đi. Ôi, đi lên được. 4. Nửa cái núi rồi. Con lợn ở đây à. Ui mày quá, màu trắng các bạn ơi. Ui không phải một VS ôn này. Chứ thua là một cái là còn cái nịt đấy.
thua. Cái một vs ôn là mình thắng thì mình nghĩ là được đi nhiều hơn, nhưng mà thua thì thôi bạn ơi. Rồi một điểm này, hai điểm này. Ôi lên lên lên. Rồi đi lại đúng cái chỗ này bạn ơi. Rồi. Không, thực ra cái chỗ này chả bị làm sao đâu, cái này không bị làm sao đâu. Đấy, nó như đấy, nó đấy, sao rớt xuống núi rồi đây. Vừa lấy sao hình như là vừa lấy nút không bị sao ấy. Ờ lúc lúc hề nút không bị. Rồi, thanh niên muốn thoát ra khỏi núi lửa thì còn khướt nha. Không, thực ra nhanh thôi, yên tâm đi, kháng cự ở đấy. Đủ rồi. Kháng cự ở đấy đi cả. Em về bị ngô rồi. Thanh niên ở núi lửa đấy. Vừa lấy may là chắc là mình roll điểm cao, không 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 ấy bạn ơi. Không bị làm sao. Đâu rồi. Ôi ui suýt nữa thì một mình. Nào nào, con dài biến. Con dài biến. Cho cứ gạt lại coi. Nào, cứ gạt lại. Đó thì 36 bước nữa là nút win kìa, còn biến ngon là tới 77 bước nữa mới win. 3 2 win diệt địa này, tính như thua rồi. Rồi, xong anh em cố gắng chơi đi, thua nữa, cố gắng lên. Mẹ con dài này. Rồi. Rồi, ok, mi game gì đây? Cái này chưa biết này. Cái này ui, bảo bắn, vệ ba người chơi. Đâu xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là bảo bí ngô phải chắn mình cái có khiên, cái khiên kìa. Bí ngô phải chắn cái đích kìa. Đúng rồi, bắn. Bắn mình bắn vô cái điểm nào mình. Đúng rồi. Ui giời, bắn kiểu gì đấy? Ủa? À bắn vô cái bảng dưới hả trời. Đúng rồi, bắn vô cái kia kìa. Ôi hay. Cô bắn ở dưới kìa. Cho con dài này thua đi. Rồi. Ôi đúng, không cần bắn à. Nhanh bắn, nhanh lên, Người dây kìa. Cố lên. Ui giời ơi, bắn nhanh lên. Ui. Thua rồi. Thôi. Chứ cho con dài này đi quay trở lại đi anh em ơi. Để anh em bắn chậm quá nên đâm ra vội. Và lời thua. 9 điểm kìa, 9 điểm. Rồi, con dài thắng được cộng 9 này bước kìa. Con dài mà thua là sẽ chui lại từ đầu luôn đấy. Con dài mà thua là quay lại từ đầu luôn bạn ạ. Thôi được rồi. Thôi nhả cho một tí. Trời ơi, anh em tương tình. Trời ơi, nào, đi vào đây. Bí ngô không cần nhảy luôn, đi luôn kìa. Ở đây, nó có cái cầu luôn rồi, bắt cầu cho bí ngô luôn đi rồi. Phế quá mà rồi. Rồi. Rồi luôn. Rồi. Không tính. Ở kia là ấy. Mày quá. Ở kia là cái thưởng chứ không phải là cái rôn xúc sắc. Như quả đấy mà con dài bí ngô cái gì đây. Gì đây, ăn cát hả? À, hình như là chúng ta gọi là lại. Lại đạn bóng bóng bay, bóng bay. Đâu hình như là đang kiểu gì ta? Thôi được rồi, mình cứ đi lấy bóng bay thì mình cũng chả biết cái mini game là cái gì bạn ơi. Chứ rồi ok bạn ơi. Hiểu rồi. Dạ. Không hiểu nữa rồi. Có vẻ nhân ship lâu đấy. Quả bóng à, quả bóng mình phải là người quả bóng nhanh nhất. Chắc vậy à. Sao ok. Không sao, mình cứ thấy quả bóng hiện lên thì mình lấy thôi bạn ơi. Như sao không lấy được nữa nha, mà như cố gắng lên qua là 30 giây thôi. Đâu mọi người đứng ra hết rồi, đứng ra rồi. Đứng ra đi, tránh ra đi, đứng làm gì. Đâu. Hay là húc à, húc à, lấy đầu húc à. Đâu. Không được. Quả bóng ấy, có tác dụng gì bạn ơi, cái mini game này này. Ôi, lấy đầu kìa. Bắt rồi. Đấy. Ăn bóng vàng được 5 điểm ấy. Vàng 3 điểm. 3 điểm các bạn ơi. Ôi là sao? Thì là vậy đó. Cứ click vào thôi. Cứ click vào được point thôi. Tập này cứ click vào được thôi bạn ơi. Như bạn ơi, không sao bạn ơi. Mình được cộng gọi là 5 point rồi bạn ơi. Mình vẫn là chiến thắng các bạn nha. Úi xời. Tính ra cái mini game này nó hơi nhạt các bạn ạ. Mình thấy cái mini game này nó hơi xàm. Chứ không phải nó nhạt đâu, mình không biết chơi. Mini game nó chỉ lanh quanh mấy quả bóng thôi. Rồi bóng sơ beng. Nó sao nào. Lấy điểm đây, 7 này, 5 này. Ui lại 12 các bạn ạ. Úi xời ơi. Rồi bơi có hạt nước nè, té nè. Hạt nước đâu ra, cái gì đây. Chọn đi, một chọn là bóc hay là bóc nào là người rồi, chọn cái này đấy. Chứ chọn cái khúc gỗ đi. Ui, chết dạ. Gõ xong thì bể. Xong rớt cái tổ cứ lấy về ban đầu rồi. Ôi, cái gì đấy? Ủa? Rồi chọn sai rồi. Chọn sai hợp rồi. Cày đấy nhờ. Ôi bây giờ mới quay được 10 điểm mới ra được cái khu. Cái này nó còn bắt mình chọn nữa các bạn ạ. Ôi giời. 10 điểm. Bực thật sự. Ok thôi được rồi, không sao bạn ơi. Mình đến qua được bên này. Đáng nhẽ mình đi vào cái khu thì chắc có vẻ là có phải ngon hơn nữa bạn ạ. Ừ. Wow. Mình đi sau, mình chỉ cần đi vào gỗ thôi. Hay quá. Chắc chưa. À con dài này bây giờ mới lang thang ở dưới gọi là lùi. Này thì đi lùi 4 bước. Cuối cùng
cung cốc đủ xuống biển nhá, rồi lại quay trở lại gần đầu luôn. Ôi trời ơi. Quá tàn phế rồi, như đầu là con giải Zeno bạn này, xem con giải. À bingo bingo bingo. Bingo thắng mà. À đâu. Đây bingo 5 điểm mà. Ờ 38 điểm là 1 2 3 4. Không thể không thể coi thử bingo được, tí bingo lật kèo đấy. Đúng rồi, bingo này băng băng về đích này. Đúng rồi. Ấy. Rồi, đâu thử thách đâu. 3. À đi chuẩn bị rớt xuống hố với ông em nè. Mấy đây? Gì đây? 2 à. Rồi, nghe xuống dưới. Rồi, sao? Rồi, sao? Này thì 2 này. 1 với 2 là bị xuống này, bị cao hơn. Chứ quấn đen bạn ơi, tôi đi tiếp đi. Đi tiếp đi. Hết rồi. Đi đi. Rồi ok, bây giờ sẽ đến gọi là dây và nộ. May là mình không chui xuống núi lửa hay là mấy cái linh tinh đó bạn, sợ quá. 4 điểm à. 4 thôi à? 1, 2, 3, 4, không có gì. Anh nhìn này. Không có gì. Rồi ơi, Khang ơi, chúng ta đâu? Đôi đen đâu? Đuổi. Có gì chứ, có gì chứ. Ui. Anh em ơi, anh em ơi, cho con dài đi luôn đi. Đôi lại lùi 8 ô nè. Cho anh lùi dây. Đó, xem nào. Ui, cái này cái gì đấy? 4 à, ui, cái gì đấy? 7, à, 7, đi, 7 chỗ đi trốn à. Con dài là đi trốn tìm à, đâu. Rồi, mình là 2 à, mình đi trốn đúng không? Zeno trốn, Zeno trốn. Mình đi mình trốn. Ờ đúng rồi, mình đi trốn. Ui. Mắt to để làm gì? Chọn cái ô màu vàng á, mấy cái vật phẩm trong cái ô màu vàng đúng rồi. Trong đây vậy. Cái này không vậy? Sợ quá. Mình sẽ biến. Ôi, đường ra đâu? Ơ kìa, sao không mở cửa? Đây là mình đi, mình đi. Mà. Thanh niên này sẽ có bao nhiêu giây để tìm đây? Thanh niên này không thấy mình đâu. What? Này. À, trời ơi. Ủa vậy trời là ơi. Vậy là xong ấy hả? Trời ơi. Dễ ngờ nè, nó dễ thật các bạn ơi. Thanh niên chỉ cần bước vô ô đó thôi là thanh niên vô rồi. À thanh niên được quyền lựa chọn một cái ô vàng đấy. Chọn sai là hết lượt rồi. Ủa? Thanh niên sẽ phải không, mình trốn ở chỗ nào là thanh niên đi vào khu vực đấy sẽ được ấy. Nếu mà không phải tôi chỗ đó không có là mất lượt. Nào không ai à? À đây ơi. Trời ơi. Cái này ngoài cái này không, thanh niên này không hỏi biết không, còn mỗi thanh niên bí ngủ ạ. Cày thật đấy. Một lượt nữa còn một lượt nữa à, thế thì tìm đi này, chọn đi. Rồi, chọn sai là thua rồi. Chọn sai là thua. Tầm này là khói, bingo sẽ chui ống khói. Rồi. Quá đâu. No one here. Anh nên trốn, anh nên trốn ngay cạnh kìa. Yeah. Quá yeah. Rồi. Từ 8 luôn. Rồi. Quá cả đám win luôn kìa. Win rồi, nhưng mà mình có được cái gì đâu. Chỉ cái này là được lợi là thanh niên ấy Zeno thôi. Đi lùi 8 bước đi Zeno. Lùi 8 bước. Thế là Zeno gọi là chưa gọi là đạt được cái mục đích, đó là sẽ được đi qua cái dòng sông này rồi. Tại trước game toàn lỗi rồi các bạn ơi, chắc là đến gọi là giai đoạn nó bị lag rồi. Đâu, sao nào? Sao? Rồi, em vẫn 9 bước là ngon rồi. Hình 9 điểm là đâu, thôi nên bắt đầu đến. Này biết chắc phải đâu đi rồi. Ủa này có cầu luôn mà. Có cầu mà. Có cầu không cho đi. À đây phải đi này hả? Đi đường nào cũng được. Ôi, nó bắt cầu cho rồi, bên này không đi. Ôi, tiến bước. Ủa, chưa bước hả? Thế tôi tự nhiên tôi quay lại chỗ này các bạn ơi. Tôi quay lại chỗ này thì nó mà đi nữa. Đâu, hôm nay 6 điểm. Mấy nút đây. 1, 7, 12 à. Ui, 12 luôn bạn ơi. À đâu, 6 thôi. Ủa đâu? 6 điểm rồi. Tôi tưởng là 2 lần rồi, hóa ra thanh niên 1 lần à. Ok. Nào mà. Ui. Rớt. Ngài rớt phát xuống 4 này quá. May mày rồi. 4 được 4. 5 à. Ui, mày đấy. Rồi. Mày đấy, không phải lộn cổ xuống cái kia cuộc đời. Nó đau khổ bao nhiêu. Ok, đâu đi lên trên kia đây, không có gì. Mày bạn này, đi, cố lên. Rồi, như... Đâu, 9. Đâu ai? Nhạc lên, khẩn cho lên. Chứ... Rồi, bí ngô. Tới lượt bí ngô chọn mini game kìa. Ui. Bí ngô à? Chọn... cái gì đấy? Thanh niên chọn gì đấy? Đài mình rớt à? Và chứ đi đào kim cương, đi đào kim cương à? Người nào đào được nhiều kim cương nhất người đó sẽ win. Thế à? Ok, chắc chưa? 45 kim cương là win kìa. À 45 giây chứ. 45 giây á, trong 45 giây là win á. Lên, come on, come on, come on. Đào đi, đào đi. Đào đi, đào đi. Game là dễ, game là dễ. Đào đi, tầm này cứ đào đi. Kiếm ăn đi. Rồi này chúng ta phải kiếm ăn trong vòng gọi là 30 giây đó bạn ơi. Nào đi. Nào vào đào. Rơi chết phá rồi chứ. Nào đi bạn ơi. Ôi, đấm ra trừ điểm nha.
con dậy, con dậy, con dậy. Ờ, à, dừng lại là bị trừ điểm kìa, dừng lại bị trừ điểm kìa. Phá, phá với chúng tôi à. Ok bạn, đi, 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 đi. Đào luôn cái đèn luôn. Ồ, dây, dây, dây. 10 giây, 10 giây. Vừa chạy nhau đây là tùm lum rồi. May quá các bạn ơi, một mình một khu ở đây, bạn một mình một khu ở đây. Một mình mình một khu ở đây. Ờ, ok. Ui, 100 viên kim cương luôn à. Ui là con dài con nhiệt lại. Ui con dài Khang có 63 đi phá bạn ơi. Cả cái tội đi phá. Đi phá. Đi phá xứng đáng này đấy bạn ơi. Nào sao nào. Chúng ta sẽ được mấy đây. Này cái luôn bạn ơi, 6 12 ok. Toàn 12 luôn bạn ơi. Này thật đấy chứ. Ui đắt double. 5 mà, ui 17 à, cũng được đấy. Này ok bạn ơi, 17. Này lại qua cái dòng sông các bạn ơi. Này dòng sông lần này. Ủa cái này. Ô, mà là dòng là sông mà ơi. Nào, chọn sai đấy thôi này. Ờ chọn cục gỗ là dễ. Ô ok này, như lần này chọn cục gỗ này. Rồi đen luôn. Cái đấy là nó gọi là ngẫu nhiên các bạn ơi. Mẹ mất luôn. Cày đấy nè các bạn ơi. Này các bạn thấy không, đúng đoạn mình đang nhiều điểm này. Cái đấy là nó gọi là ngẫu nhiên bạn ơi. Cày thật đấy. Thôi được rồi, check ai bây giờ bạn ơi. Ok, thôi sao nào. Con mới bắt đầu. Wow, lên đây rồi hả? Ngoài con dài, con dài Zeno lên đây rồi bạn ơi. Ê, màu đỏ à? Thanh niên không có gì. Không có gì à? Ô, thế gì chuyển đến đâu? Dịch chuyển đến ô, gọi là trên 20 bước luôn. Ngoài thanh niên được cái dịch chuyển đến trước trước luôn nè. Ui, ghê như thế. Pha lần kèo rồi. Pha lần kèo rồi, pha lần kèo rồi. Tan ác rồi. Ê, pha lần kèo tàn ác rồi. Ủa, rồi, 5 à, ok. Đúng 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lùi nè, lùi nè, lùi nè, lùi nè. À, không lùi. Ôi, mày quá. Mày đâu thời kia bạn ơi. Thôi, sao con tài Khang. Ôi, trời ơi. Hãy xem này. Đấy, giờ được 17 điểm mà tao chui vào cái dòng sông quái vong này. Một. Vậy là đẹp bạn ơi. Ôi, ok. Ồ, đây. Ồ, đây đồ. Hãy chọn người chơi cho lùi coi. Zeno đi, cho Zeno đi xuống đi. Nó chỉ họ, nó chỉ hiện mỗi biến ô à. À thế. Nó chỉ hiện mỗi biến ô rồi đây. Nó chỉ hiện mỗi biến ô rồi. Rồi, 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 lùi đi. Ủa, cái này có cầu đi luôn nè. Ờ, vừa lấy núp mà lấy thân mình để lấp dòng sông này đấy. Mà chứ, cảm ơn đây. Ui, ok. Rồi. Có cái được cái gì quá, đâu, có làm sao đâu mà như sao sao nào bây giờ là chúng ta sẽ chọn mini game gì kìa. Ui, mình sẽ chọn là chọn mini game gì? Này, tầm này cây cầu. Ôi bắt cầu kìa. Cây cầu. Thôi chọn cây cầu đi. Chọn cây cầu đi các bạn ơi. Chọn cây cầu. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt cầu các bạn đây. Mini game bắt cầu từ bên kia sang bên kia đúng không? Biết ai quên rồi. Sao nào? Chắc chưa bạn đây. Không quan tâm lắm. Ok. Đi đâu? À, con đâu? Con dài kia này. Chơi phá, chơi mình chơi phá. Con dài kia phá bạn ơi. Phá này, con dài chúng tôi này, phá này. Quá đẳng cấp đến từ vị trí của ta. Em đi cho. Con dài chúng tôi. Đây rồi, đây rồi. Hai con dài rồi. Áo, ui rồi. Dài biến ngon mượn đường kìa. Dài này nhảy biến ngon, nhảy qua luôn. Còn lại Zeno mà, tại biến ngon đâu. Ai mà đi phá. Đi phá là ủa biến ngon top 1 kìa. Ơ, sao lại biến ngon top 1. À, chắc là tiêu diệt nhiều người chết. Tiêu diệt nhiều người. Ok, hay quá, cái cầu này, thế tự nhiên này top 1. Chắc dạ. Cay lần nữa bạn ơi. Sliver cay thật đấy mà đáng nghe rồi như anh em phải tiêu diệt con giờ đấy ngoài người để mà cái game ảo thật đấy bạn ơi, tôi chưa trải nghiệm cái luật của game này luôn. Ây trời ơi nhỏ nhỏ đấy đó này cái này khó rồi gỗ này ui tính ra là hai lần gỗ nó vẫn thế bạn ơi, đèn thì chịu bạn ạ. Tôi cài 6 này, 2, 8 này. Đau khổ các bạn ơi. Đau khổ đấy. Cái này vừa đây còn 19 bước kìa. Nào. Cái này nó cho mình rớt cổ xuống dưới kia. Tôi chịu đấy bạn ơi. Mấy điểm đây? 4 điểm, phải hơn 4 điểm. Ôi, 3 điểm à. Ôi, xong rồi. Ôi, sao. Cuộc thấy chạy đua cùng cục của tôi bạn ơi mà chứ. Cái này đi nút phải được đúng 10 điểm mới lên được. Nước cay rồi các bạn ơi, thấy không? Nếu tôi đục quá đen rồi, thôi được rồi, chấp nhận được bạn ơi. Nếu con dài Zeno đang tận đây rồi. Zeno chỉ cần gọi là một phát lên tầm 19 điểm luôn rồi, Zeno win luôn các bạn ơi. Chứ đèn chịu bạn ạ. Lên đây vẫn có cái núi lửa nha. Đúng rồi. Núi lửa nè.
Rồi, quan trọng là ăn nhau ở may mắn này. Mấy không điểm? Có đâu. Một điểm. Ba điểm mà cũng thế thôi. Cũng thế thôi rồi. Cũng thế thôi. Cũng dưới này như nhau thôi. Đau lòng quá các bạn ơi. Rồi mẹ là chúng ta đến con dài Zeno này. Không phải con dài Zeno này. Gặp cái đó không ta như không? Gặp nước lửa không nhỉ? Không, con dài này không có gì cản đường nữa rồi. Ba điểm. Không ai cản đường. Không có cái gì cản đường. Ngoài chỗ này có hơi thở rồng này. Thở một cái lộn cổ không chết đi. Là chúng ta có cơ hội đấy. Chúng ta có cơ hội. Người chọn mini game. Đâu sao là để chọn có mini game gì không? Sở top hay gì đây? Pia đâu? Bumblebox đây. Như chọn bừa đi. Đồ hiền á, đồ hiền á. Há biết mini game gì đâu nhưng mà chọn bừa đi. Ô đồ tiền băng. Cả bốn ô gì vậy? Tôi đi mọi người. Ai? Ui. À. Lấy đi. Đẩy cái gì đó, đẩy cái gì đó. Ok bạn ơi. Hãy ngồi trên thuyền bằng hết thời gian luôn. Nào, ok bạn ơi. À, đi đấm thuyền người khác hả? Đi đấm. Ui ơi, bên tay kia chết rồi. Vừa ra đi luôn vậy. Là sao? Ủa? Con ui. Rồi, xong chết mèo luôn à. Ủa gì vậy? Xuống. Đánh cho vỡ thuyền đi, đánh cho vỡ thuyền đi. Ôi trời ơi, đánh cho vỡ thuyền đi là được. Tính ra cái này là sống sót ở trên thuyền mà như. Trời ơi, tự nhiên nè. Tôi top 3 bạn ơi, tôi top 3. Cày thế nhỉ các bạn ơi. Tính ra cái này là chúng ta đủ 10 đêm rồi anh ạ. Có giải Zeno. Ui. Ui, thôi Zeno. Nào, 16 điểm nè. 3 này, 6 này, 9 này. Ui, gần lên rồi. Còn 6 điểm nữa thôi là về rồi. Ui. Quan trọng ở đây. Rồi, đây rồi. Ui, đôi 5 cơ à. Lùi thôi. 4. Ôi, 4. Rồi, xong. Đi đùi 5 bữa. Bị rộng hỏi. Đi lùi năm bước. Không phải lùi năm bước. À lùi năm bước. Ôi ơi. Rồi năm bước. Thế đi lùi 5 bước rồi tôi. Đẹp luôn. Rồi 3 điểm đẹp luôn. Hay quá ở lại luôn. 2 3. Ui, kìa thanh niên lại free fall rồi. Bỏ bỏ rồi. Tôi lùi chừng này. Thanh niên free fall kìa, thanh niên chứ đâu sao nào. Hô, lại cái này à? Gì đây? Cái này nhìn trông quen này mà như là cái này là anh em đâu anh em đâu biết 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 đâu vào bắn nhanh nào mà như chúng ta chỉ còn lấy dây thôi. Bắn đi. Ui dồi ôi rồi ôi rồi ê đúng rồi đúng không cần phải bắn luôn đi đúng cứ đứng đây xem thôi. Hai đúng rồi bắn đây cố lên còn 10 thôi rồi. Ui dồi ôi. Ôi ơi, không kìm chân à, đừng mà. Đơn giản đấy, đơn giản chưa, dễ chơi dễ trúng thưởng chưa. Nào bè là khổ rồi mà, chưa 8 bước nữa. Thanh niên đi lùi 8 bước thôi, nhưng mà thanh niên tính ra còn cái gì đâu, cứ lùi thôi. Còn gì đâu mà lùi, trời đất ơi. Ui, kháng mãi chưa ra được chỗ này à. Đâu, vừa lấy ra rồi. Ra rồi lại vào, lại lùi, quay lại lại lùi vào rồi, đấy cứ thế thôi. Chứ. Ôi trời ơi, khổ thiệt. Quan trọng này, nút quá mà, như được mấy điểm này. Giờ nút phải đợt 10 điểm mới ra được. 10 điểm mình làm ăn gì? Ui, 6 điểm. 6 điểm. Được thêm đợt nút đúng không? Ôi trời ơi. Ui trời, 10 điểm luôn à. Ui trời, chưa kịp ra luôn. Thoát khỏi gọi là... Nếu như có con chỗ con rồng ngoài, tính ra chúng ta gặp rất là nhiều cửa ải gian nan, đầy ải các bạn ơi, đầy ải. Bi đau, ok, đây, bi đát rồi, chúng ta sẽ 3 2 Ui, đâu, làm gì nó qua đâu, nhưng còn một cái nữa mà. Còn một cái là... Một cái nữa chúng ta mới qua được mà. Rồi, biết ngon là kèo xíu đi đâu, bị đẩy xuống 20 đô nè. 5 điểm 1, 2, 3, 4, 5, ui, mày cho con dài kia nha, không phải 4 nha, 4 điểm quả mặt kia thì thôi, cho một phát xuống tận đáy xã hội luôn. Nào. Để đây. Ui, ui. Chọn tiếp nữa. Mình muốn chọn cái gì đây? Đào cho nhanh. Đào tuyết này cái thứ hai đi. Đào cho nhanh các bạn ơi. Tầm này mini game chỉ nó... Vô cái hút kỳ cái là nghỉ luôn. Nào đào. Ủa, vẫn còn kìa. Vẫn cái này. Đây. Cái này chúng ta phải... Đào đi anh em ơi. Đưa đào đi. Tầm này đào đây. Ngoài con dài xuống dưới con dài đi phá đây anh em ạ. Phá được nhưng mà xuống dưới là anh đi bị tính là thua rồi mà. Đúng rồi, tính là thua nhưng mà thanh niên sẽ đi lôi kéo những thanh niên khác chứ.
Đúng rồi anh em ạ, đúng rồi. Chạy rồi các bạn ơi, cứ chạy mà. Ý tính sao bạn ơi, cũng hai người cả này. Ôi, thế thì để đúng đâu nhá. Chạy đây. Úi giời. Ai còn lại chạy ghê, À, chạy. À, chứ tính ra là bị chết rồi cũng gây cản trở được các bạn ơi. À, chứ thực ra là núp ở đây, núp đèn này cũng thế rồi bạn ơi. Đâu sao nào, bây giờ là mình sẽ đường mấy đấy. Ui, mình còn 33 bước nữa. Thế nào, 1, 2 này, sao nào chúng ta sẽ được 4, 7, 11 điểm. Ui giời ơi, quan trọng là đây này. Chúng ta phải roll hình như là trên bao nhiêu chúng ta mới thoát ra khỏi đây bạn ơi. À đâu, không cần à, ôi giời. 11 điểm nữa. Ừ, giờ mới biết à, chứ con trời nó loát mạng chậm à. Wow, đi cũng lên rồi. Ôi ôi, kéo lên. Được lên bét không? Gần con rồng luôn à, lật cây gì? Lật cây gì gần con rồng sao lắm? Con rồng thổi lui lại nè. Con rồng nó lật nè. Quan trọng ở chỗ con rồng. Trời ơi, có 8 điểm à. Như chỗ con rồng này, xong rồi chúng ta lên trên này còn chỗ nào chúng ta? Đi ngồi lại xuống này. Ôi, lại xuống này. Ôi, là bà. Chỗ này, bạn này. Mua gì là Phật? Phật cái gì? Ba nè. 2 điểm rồi, xuống dưới này đi. Xuống dưới núi lửa mà rồi chứ. Ok. Đào thang nhá. Xuống núi lửa luôn rồi con rồi. Rồi bây giờ đến là con rồi Khang đúng không? Con rồi Khang đúng không? Rồi, đây thả xúc xắc đây. Tao chưa cho hả? À đây. Thế rồi, thế là thôi. 36 điểm nè. Cáo điểm cũng không thể cứu Khang G khỏi cái núi lửa này rồi. Đúng rồi. Khổ quá. Nhanh khẩn trương lên. Chứ còn gọi là đó 1, 2, 3, 4, 5 5 bước nữa Khang mới thoát ra khỏi cái gọi là núi và lửa này. Rồi. Ok, let's go, đi thôi. Một điểm. Hay đấy nhờ. 1 điểm và let's go, nghe quả let's go 1 điểm và chán rồi. Ngoài cái này à, ngoài ngoài tròn. Ôi trời, chát à, ngoài ai đấy. Ok, cái gì đây? Rồi, làm con rồi. Rồi, xuống núi lửa. Còn cái gì đâu mà lùi, đấy, thanh niên thì có may rồi. Xuống là xuống rồi. Thế là may đấy. Sao mình không có mấy cái quả chọn mà cho nó chui nhỉ? Ok, bạn ơi. Nó chỉ cho chọn mỗi bí ngô à. Ừ. Ảo thật mỗi bí ngô được chọn. Cho chọn mỗi bí ngô thôi. Thanh niên nào đen rồi. Ok, thế đấy, được bí ngô được chọn đấy kìa. Ngoài, ấy đừng nghe heo kích chân nhá. Ơi cái đầu tiên này đi chắc cái đi chắc đi đây mà cái đầu tiên thì hay hai cái cuối là hơi lỏ rồi. Cái toàn mấy cái mini game gì đây. Ngoài diamond bằng 3 emerald là 3 điểm. Phá. Đi mai đi đào đi đào. Đúng rồi. Ngoài này rồi. Emerald right. Ok. Nói chung là bị đánh là bị trừ 5 á. Rồi ok. Thôi được rồi, đi đào. Đây khá là đi đào chứ. Chúng ta sẽ đi đào những cái block để chúng ta kiếm tiền thôi. Ui đi. Thấy cái gì thì đào cái lấy thôi. Rồi xin nhẹ 5 điểm nè. Oh my god, phải nhặt nữa hả? Ôi ôi, trên này nhiều này. Phải lên đào cái cờ này. Ê, như đi nhanh em ơi, đi nhanh em ơi. Ê, ê, đi. Ê, còn 1 điểm thôi, đánh gì nữa. Sẽ né mấy thanh niên ra. Uống ngày đánh. Né mấy con rời ra. Lên tìm con pit trên kia kìa. Có bảo 1P đi anh em ơi. Có bảo 1P. Có bảo 1P anh em ơi. Như có bảo 1P anh em ơi. Oh my god. Ôi ôi, được nhìn tiền nhây. Phải nhạc nữa, đào xong phải nhạc nữa. Thôi bị go win rồi. Thả đá nhanh hơn rồi. Chắc chưa. Ui dưới này bét róc không à. Bét róc à, chắc chưa. Đây mới là kho báu 1P của ta đây này. Hãy nhìn ta đang trên máy bay này. Thôi khỏi nhìn em chăm máy rồi. Thằng lúc chặt được ít thế nhà sau mấy con dài đào đá bình thường, đào đá bình thường cũng tăng điểm mà. Ôi giời ơi, tôi nhặt lên trên đây chi. Cái này có phải đựng nhiều hơn không? Nhặt cái này nó đựng nhiều hơn không? Ok, chắc chưa Khang. Rồi, sao hết rồi nhỉ? Tốc độ đào của ta phải nhanh hơn chứ. Ok bạn ơi, chúng ta phải kiếm tiền nhanh hơn bạn ơi. Ui, con rời Khang đào cái kia. Chạm rồi. Xuống mấy góc rồi. Đào đá bình thường thôi, quý. Ôi con rời kia, con đống này. Con sẽ cái đào ở trên một đống ở dưới. Quay đi đào như mình nhặt dưới nè. Ủa nhưng mà chắc được tiền. Phải đào được. Đúng rồi, phải đào trời. Ủa ai nào mọi người đấy. Lấy đâu ra. Ui xích nữa. Cứ tự nhiên nhặt là được chứ. Tính ra đào đá cũng được. Nhưng mà ít hơn thôi. À nó ít kìa. Đi nó ít emerald lên kìa. Trời ơi. Ui trời ơi, mình 1000 bao nhiêu điểm bạn ơi. Mình 1000 bao nhiêu điểm thôi mà. Đúng rồi. Nên đầu loại hẳn được 5 lần cơ mà. Rồi ok bạn ơi. Úi xời ôi tầm này sự lựa chọn sáng suốt nhưng mà quan trọng là có qua được trong cái hơi thở quan trọng hay không.
Quan trọng là Trung Văn giàu các bạn ơi. 5 điểm, rồng 5 điểm. Phải không? Chuyện đêm chúng ta tí đi rồng. 5 điểm mới được. Ui giời ơi, 5 điểm. Ôi, có 5 bước rồi. Khó có 5 bước. Có 5 bước kìa. Đừng không xe đâu luôn. Đúng ngày chỗ gì đâu. Chả lẽ mình lại như lần thứ 3 bạn ơi. Đâu, sao nào con rồng này mấy đây? 5, ui giời ơi, 5 mà. Đi ra được rồi. 5 điểm mà, ui giời ơi, con rồng. Tính ra là lúc tiêu diệt được con rồng này cho mọi người đấy. Rất sướng chưa? Ui chết giả rồi. Free fall nào. Ui giời ơi. Đi lùi nè. Thắng ăn cả mà ngã gì rồi. Ăn đất này. Ok bạn này cố thắng, cố thắng, cố thắng. Ui à. Trốn tìm à. Ui quả này trốn tìm thì chắc là chết giả rồi. Tôi đi tìm bạn ơi. Trốn cho kỹ vào này. Như tập này cũng vậy. Mấy con giờ này. Bè là mình sẽ là người đi tìm bạn ơi, mình sẽ hình như là chỉ có 3 lượt thôi à, vừa lấy là Zeno là mấy lượt ta? 3 lượt bạn ơi, uầy. Chứ không biết mấy con dài. Mấy con dài trốn đâu đây bạn ơi. Nếu mà mình chiến thắng là mình sẽ đi được 8 bước các bạn ơi. Mình sẽ đi được 8 bước. Chỗ này hở thế này, ui trời không kịp rồi. Ông mình được đi vòng vòng, mình được đi vòng vòng đi, để chó đi á. À thế à. Mình được vừa đi vòng vòng. Thế cứ từ từ bạn ơi, mình sẽ phải. Ui rồi, đâu rồi, sao đi ông hãy mình nào. Chắc chưa, nguyên mình sẽ phải gọi là nhìn thấy tất cả. Đó, sao nào? What? Oh my god. Cái này có. À, con giời trốn này à? Ôi giời ơi, con giời này vẫn nguyên trong cũ à đâu rồi? Tính ra lúc tưởng là cái này chui vào là sẽ bị ở ẩn, hóa ra là ui cái này nhìn được bên ngoài bạn ơi, thì từ từ nha. Từ từ thôi bạn ơi, mình sẽ gọi là đi, mình vẫn còn nào, xem nào, chạy một vòng nào. Ai giờ đi chú chỗ nhau. À kìa Zeno. Không. Nói gì? Lúc không thấy. Trời ơi. Lúc có thấy đâu. À chứ rồi. Tại chỗ nào ta? Mình sẽ phải gọi là nhìn thấy hai con dài này thì mình mới vào bạn ơi. Đấy, cũng bình tĩnh bạn. Sao mà thấy được? Anh yêu hay tờ nào nhỉ? Không. À chứ tìm đây thử đây nè chứ. Ui không ai ở đây à, không ai ở đây bạn ơi. Còn một lượt có không nhỉ? Không, vẫn còn. Còn hai lượt. You check. Đừng có bí ngô mà. À, plan mấy cả một cái này thôi, đó một bạn lượt. Ơi. Ui. Hình như đây các bạn ơi. Hình như đây đúng không? À, cầu trượt đúng không? Hay là nè như à đây rồi, nè như có giờ đây rồi phải không? Rồi, xong. À rồi, sao vừa lấy đúc đi được này, đúc không thấy nhỉ? Ôi, đúc ra vừa lấy đi không thấy con giày Zeno ở bên này nhỉ? Ô, ảo thật đấy bạn ơi. Được di chuyển mà. Như khỏe bạn. Ui, được cộng 9 không phải cộng 8 như bình thường nữa đâu. Khỏe, mà thôi được rồi. 13 bạn ơi, sau 7749 lần tôi bị con rồng thả lửa. Ok. Rồi lên trên cái lùi 5 bước. Nè, không, lần này không đạp chúng cái gì nữa nè. Rồi chuẩn bị đạp cái gì. Qua mấy cái chỗ này đi. Rồi lùi 5 bước. Không, cái này là chiến thắng mini game thì núp sẽ không bị các bạn ơi. Ui. Và núp đã vượt qua những cái cửa ải đầy gian khổ đấy rồi thì. Ui, rồi đây cửa ải đầy gian khổ đấy. Thôi được rồi. Ronaldo. Như 2 điểm. Ronaldo đây. Ronaldo này 16 này. Ôi dòng 16 này. Này vòng 16 các bạn ơi, các bạn biết rằng là mình bị con rồng nó thở 3 lần lùi lại đâu. Ngoài cái tính ra là mình đập vỡ một con rồng rồi mà. Ui cái kìa mê cung kìa, mê cung. À đâu đi chắc trường tiếp kìa, phá đi. Thì cũng thích phá đi. Thực ra bây giờ là mình top best này, top đầu thì nó vẫn thế đâu bạn ơi. Mình chỉ còn 3 bước nữa thôi. Đấy. Wow. Các bạn biết rồi. Này sẽ phải chọn cái gì nhiều. Emerald. Về sau nó mới nhân điểm. Này, không ai ấn start là đến rồi. Ok, đi. Đấy. Chúng ta biết cách các bạn ơi, chúng ta biết Let's cách. Let's go. Đấy, get go. Chúng ta phải. Đấy, bạn ơi. Đập cái gì đó. Ok. Đi nhanh cả trường này. Ủa, bạn ơi. Đi. Đập cái đó. Đào nét cái nhà. Đào nét đi. Không cho gì hết. Ai nhanh hơn đây. Ủa, các cửa đau lên cả tường kìa. Ai nhanh hơn ba đó. Nó rồi, có gì đào hết đi. Ôi, không cần cái Emerald nữa. Có gì đào cái đấy luôn. Có gì đào hết đi. Khỏi lên trên. Thanh niên đào ạ. Ok bạn ơi, tranh cướp. Màn tranh cướp bạn ơi, chúng ta phải đào cái này bạn ơi. Ngoài. Hai đào đây. Úi trời. Đã thế này. Trời ơi. Đã thế, tranh cướp với con giời kia. Đi nhặt chỗ này, nhặt chỗ này. Nhặt chỗ này bạn ơi, đi. Quá đã, nhiều quá, điểm luôn rồi.
Ui, tí núp được nhân mấy đấy, nhân năm nay. Ờ, núp đang được ít. Cao nhiều đấy. Núp đang được ít cái kia lắm, núp đang ở dưới rồi, núp không có lên trên. Ôi oh yeah, mình lại xuống hang rồi. Ok, bạn ơi. Mình lên. Mình lên. Lên đây nè, đúng rồi, lên đấy nè. À, con ra chui đây à, ra chui đây, chui đây, ra đây, chui đây à. Đào đi. Tao phải đào đi anh em ơi, này như không quan tâm đến chuyện gọi là xã hội nữa rồi. Nào đây. Đào hết đi. Nào đây, đừng quan tâm đến chuyện. Mình sẽ lên trên, mình sẽ lên trên. Lên trên để làm ui, cái gì đâu. Ui, 10 giây nữa. Tao nhiều vậy. Trời ơi, người ta đào hết được. Làm gì đâu. Ok bạn ơi, đào đi. Đá cân. Cuộc thi, đâu kia? Cuộc thi phá hoài. Không sao, Để xem nó. À, sao giờ quan trọng là nhận lên nè. Ui. Ủa? Ôi. Ui, Bí Ngô win kìa. Con giải Bí Ngô kiếm được nhiều ấy à? Ui, kiếm được nhiều Emerald à? Ui, giời ơi. Thế tính ra mình top 2 bạn ơi. Ui, em 2 điểm kìa. Nào mẹ là thôi thực ra là mình top mấy đâu có quan trọng đâu bạn ơi, bởi vì là chả lẽ 3 điểm mà thả ra toàn 1 với 2 ra 1 toàn 1 với 2 thôi cuộc đời đi được 2 cái xuất sắc là win cho mọi người xem là nếu mà mình được 1 thì là mình sẽ đi là trừ 4 bạn ơi. Năm điểm số mà. Tôi 5 điểm lên cái lùi rồi, lên cái lùi rồi. Mấy xuống gần không gần gặp phải con rồng nữa kìa. Tôi đi. Ê, lên 5 bước luôn kìa. Ôi, lên 5 bước luôn. Ôi, lên cái cục. Mày bạn ơi, con dài. Rồi, sao nào? Rồi, lúc win chưa? Rồi, nhưng mà lên đây đi mấy đẹp 6 điểm. 7 điểm. 6 điểm mà, đâu kìa nào. Lên đây đi mấy đẹp 6 điểm mới được. Final. Ui, bây giờ là mình sẽ ngoài 1 đến 6 điểm là win. Ngoài cái gì đây? Hảo Tết nhờ? 6 ui 2 điểm à. Ôi ôi ôi. Rồi bị lùi 5 bước ôi. Đi lùi 5 bước các bạn ơi. Ở đâu? Nhìn thế này à, thực ra là cái roll này nó chỉ cho vui thôi. Chủ yếu là không, bây giờ mới bắt đầu. Cái này là roll phải trên 5 mà cái roll này chỉ 1 đến 6 bạn. Cái này đâu đó khoảng 20% à. Ui giờ chưa đến 20% bạn ơi. 6 điểm. Ui 6 thật đấy. Ui mà như đánh xem nào. Ui rồi ơi. Tính ra là tỷ lệ nó rất là thấp bạn ơi. Cái xúc sắc ấy chỉ thả ra được rồi là 6 điểm thôi. 6 điểm là cao nhất rồi. Và còn lại từ 1 đến 5 là fail luôn bạn. Đường táo vàng này. Như ảo thật đấy bạn ơi. Ui đây tiền đây. Đấy tiền của chúng ta cái chiến thắng này cái mini game này thôi. Chơi nó khoai thật các bạn ơi. Công nhận là cuộc thi leo núi các bạn ơi, nó vất vả bao nhiêu như ngoài đời bấy nhiêu bạn ạ. Rồi, ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả trong lúc tìm. Ở những cái hộ nha, còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.